Thưa quý vị và các bạn, chỉ trong 2 ngày bán nông sản giúp bà con thì nhiều điểm bán hàng đã cháy sạch rau củ quả. Nhiều người tỏ ra tiếc nuối vì chưa kịp ủng hộ cho nông dân ở Hải Dương bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, một số khác lại lo ngại vấn đề an toàn của các loại nông sản được chuyển đi từ tâm dịch. Vâng, và thực tế nông sản Hải Dương đã được bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm như thế nào thì ngay sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi. Cảm ơn chị đã trả lời phỏng vấn của VTC16 ạ. Thưa chị, là ngay sau khi mà ở dưới Hải Dương có thông tin là cần phải giải cứu nông sản cho bà con nông dân thì rất là nhiều những hội nhóm thiện nguyện cũng đã tham gia chung tay để giải cứu nông sản giúp cho bà con. Vậy thì chúng ta đã có cái công tác tổ chức để mà chuyển hàng từ Hải Dương lên Hà Nội và sau đó là phân phát đến tay người tiêu dùng như thế nào ạ? Đầu tiên là tôi liên lạc với cả bên Hội Chữ Thập Đỏ của tỉnh Hải Dương và Hội Chữ Thập Đỏ kết hợp với cả tỉnh Hội Nông Dân của tỉnh Hải Dương cùng với cả đoàn thanh niên, rất nhiều đơn vị để phối hợp để có thể các cái buổi bán hàng như thế này. Hôm qua đến tận 11 giờ đêm thì xe từ Hải Dương, một xe 10 tấn hàng chở đến Lạc Nghiệp và chúng tôi đã kêu gọi mọi người thành viên ở trong nhóm cháo khoảng gần 30 người để vận chuyển 10 tấn hàng. Và sáng hôm nay 6 giờ sáng đã có mặt ở chỗ Lạc Nghiệp này để cùng phân chia hàng hóa. Thực tế là số hàng mà mọi người đang đặt cho đến thời điểm này nó được khoảng 20 tấn hàng. Và mọi người dân ở xung quanh ý, khi người ta thấy là mình bán hàng giải cứu cho Hải Dương ý, là mọi người đều sẵn sàng, kể cả người già cũng các bác cũng dẫn đến để tham gia để mua. Và cũng chẳng quan tâm đến giá cả như thế nào cả. Và chị nghĩ là thôi bây giờ là hỗ trợ cho cùng đồng bào của mình trong lúc khó khăn như thế này. Bên cạnh đó thì cũng có rất là nhiều những ý kiến, mặc dù là người dân của chúng ta cũng rất là muốn chung tay cùng với bà con Hải Dương để có thể tiêu thụ nông sản giúp cho nông dân. Tuy nhiên là họ vẫn còn lo ngại về vấn đề an toàn thực phẩm bởi vì đây là những loại nông sản mà được chuyển đi từ vùng dịch. Vậy thì ở phía Hải Dương cũng như là nhóm thiện nguyện của chúng ta đã đảm bảo cái tính an toàn cho thực phẩm như thế nào? Cái việc này là việc mà chúng tôi lo lắng đầu tiên. Khi mà nói chuyện với cả những người mà đang hỗ trợ mình ấy thì mình cũng phải cho họ thấy được rằng là cái việc này nó rất an toàn. Chúng tôi khẳng định là tất cả những các mặt hàng này đều đã được phun khử khuẩn từ đầu cầu Hải Dương và qua các cái trạm kiểm dịch khác đều được khử khuẩn. Cũng có tất cả những các hoạt động của bên chỗ y tế, cả y tế cũng vào cuộc và cả đoàn thanh niên lái xe đến đây, và khi mà chúng tôi nhận hàng ấy chúng tôi cũng đều qua cái khử khuẩn và tay đeo khẩu trang này, rồi là cũng dùng các cái biện pháp mà an toàn nhất để làm sao cho mọi tất cả đến đây đều an toàn và mọi người yên tâm về các cái khi mà mua hàng không phải lo lắng gì. Ở nhóm chúng tôi là mọi người đều phải đeo khẩu trang với cả đeo găng tay. Nếu mà ai mà quên, những khách hàng mà quên là chúng tôi sẵn sàng lại tặng khẩu trang để cho mọi người sử dụng, đã làm sao cho đảm bảo an toàn nhất thì cái việc an toàn là đặt đến hàng đầu. Ngày hôm nay mới là ngày đầu tiên mà điểm bán hàng tại 157 Lạc Nghiệp hoạt động. Tuy nhiên là lượng hàng cung cấp từ Hải Dương lên đây không đáp ứng đủ nhu cầu của người dân. Vậy thì trong thời gian tới, cái công tác giải cứu nông sản này sẽ được nhóm thiện nguyện của chúng ta tiếp tục triển khai như thế nào? Hiện nay là mới có 10 tấn hàng mà đã không thể nào đủ được, nên là chúng tôi tính là sẽ một tuần tới là sắp xếp để ship cho những người mà đã đặt hàng của mình rồi. Và sau khi mà mình bán hàng như thế này thì có rất là nhiều các cái doanh nghiệp mà ở Hải Dương ấy là đang cầu cứu, đang cũng là xin là hỗ trợ. Và chắc chắn là cái thời gian này không thể nào vào ngày 1, ngày 2 được, mà chúng tôi sẽ phải có một cái hoạt động dài hơn để hỗ trợ bà con nông dân. Vâng, xin được cảm ơn chị với những thông tin vừa rồi ạ. Để góp phần giúp nông dân tại Hải Dương nhanh chóng vượt qua cơn bão dịch bệnh, đảm bảo đời sống, rất mong sự giúp đỡ nối dài của các doanh nghiệp, cá nhân, chung sức, đồng lòng trong công tác phòng chống dịch và hỗ trợ Hải Dương giải cứu vựa nông sản của miền Bắc để vơi bớt sự nhọc nhằn của những nông dân một nắng hai sương trong thời dịch bệnh. Dịch COVID-19 đang bùng phát mạnh khiến cho các mặt hàng nông sản ở Hải Dương không tìm được đầu ra. Mấy ngày qua trên mạng xã hội thì nhiều hội nhóm đã kêu gọi giải cứu nông sản hỗ trợ người dân tiêu thụ dưới hình thức phi lợi nhuận. Theo đó thì nông sản của người dân ở vùng dịch sẽ được một số hợp tác xã ở trên địa bàn tỉnh thu gom, đóng vào từng túi, khử khuẩn và vận chuyển miễn phí lên Hà Nội. Với cách làm này thì nhiều người dân sinh sống ở trên địa bàn thủ đô đã mua được nông sản do bà con nông dân Hải Dương sản xuất. 8 giờ sáng tại điểm bán hàng giải cứu nông sản 157 Lạc Nghiệp, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Nghe tin nông sản của bà con nông dân Hải Dương được tập kết tại đây, nhiều người dân sinh sống gần đó đã đến mua ủng hộ. Từng túi su hào, bắp cải, cà chua được chất lên xe máy chở đi. Thậm chí có người còn mang ô tô đến chở mới xuể.
Cái nông sản này thì chúng tôi chuyển về thì chúng tôi, một là đầu xuân thì chúng tôi cũng là một món quà cho tất cả anh em ở trong công ty. Ngoài ra thì cũng là giá cả cũng rất là hợp lý để giúp bà con Hải Dương là tiêu thụ bớt cái lượng nông sản mà đã trồng trọt ra. Thay vì ra chợ thì tôi ra mua để giải cứu cho nông dân. Đấy, tức là những khi mà có dịch Covid này thì người nông dân là thiệt hại nhiều nhất. Vì mùa màng là đã đến lúc mà gặt hái thì lại không bán được. Tôi cũng muốn chung tay để giúp đỡ bà con chia sẻ khó khăn này. Thì tôi cũng đến đây để mua nông sản, cũng như là tôi biết được nông sản hàng Việt Nam thì là chất lượng cũng tốt và lại còn là giá cả hợp lý nữa. Cho nên tôi cũng đến đây để ủng hộ. Trước tình trạng nông sản dư thừa ở Hải Dương, nhiều nhóm thiện nguyện ở các nơi đã liên kết lại với nhau thông qua các cơ quan ban ngành của tỉnh Hải Dương để nhận đầu mối vận chuyển nông sản lên Hà Nội tiêu thụ. Dù tấp nập người mua, nhưng công tác mua bán vẫn diễn ra hết sức quy củ, thực hiện đúng theo công tác phòng chống dịch của Bộ Y tế. Chúng tôi đã có phân công công việc rất rõ ràng, cụ thể ai là người phân chia món hàng nào, ai phân chia cà chua, ai phân chia bắp cải, su hào, ai là người thu tiền. Và tất cả mọi thứ đã đều phân chia rõ ràng cho từng thành viên một và có kế hoạch cụ thể là giờ nào phân chia lạng lượng người ra, lượng người không quá đông trong một lần mà cái hiệu quả cũng rất là cao. Người dân không quá xen lấn xô đẩy và không quá tập trung quá đông người. Không chỉ tại 157 Lạc Nghiệp, nhiều điểm bán hàng giải cứu nông sản Hải Dương khác cũng đã được lập nên như 38 Giải Phóng, 123 Trung Kính, số 1 Tôn Thất Tùng, chung cư Victoria, Văn Phú, Hà Đông để người dân dễ dàng tiêu thụ nông sản. Hiện tỉnh Hải Dương còn tới trên 4.000 hecta rau vụ đông đến kỳ thu hoạch. Vâng, và không chỉ các doanh nghiệp tham gia đẩy mạnh tiêu thụ nông sản Hải Dương mà nhiều nhóm cá nhân đã nhanh chóng lập các nhóm cứu trợ rau củ giúp nông dân, và các lời mời chung tay giúp đỡ nông dân Hải Dương tiêu thụ hàng hóa thì cũng đang được nhiều người hưởng ứng trên mạng xã hội. Hiện tại thì dù chưa giải quyết được toàn bộ lượng lớn nông sản ở Hải Dương, nhưng với sự tham gia giải cứu nông sản của các doanh nghiệp cá nhân cũng được coi là một điểm sáng trong việc giải cứu nông sản Hải Dương trong thời gian khó khăn như thế này. Việc làm này đã thể hiện sự đoàn kết, tinh thần tương trợ giúp đỡ bà con nông dân. Đây là một sự động viên tinh thần rất lớn cho bà con trong hoàn cảnh hiện nay. Và ngay lúc này chúng tôi đã có một cuộc kết nối điện thoại trực tuyến với bà Phạm Thị Phương, Chủ tịch Hội Nông dân xã Nguyên Giáp, Tứ Kỳ, một trong những mắt xích đứng ra tập kết nông sản của bà con nông dân tại Hải Dương để chuyển lên Hà Nội và được các nhóm thiện nguyện giúp đỡ tiêu thụ nông sản. Vâng ạ, xin được chào bà. Những ngày gần đây thì Hội Nông dân xã Nguyên Giáp đang rất tích cực tập kết nông sản để giúp cho bà con đưa lên Hà Nội để tiêu thụ. Trong bối cảnh như thế này thì nông dân gặp rất là nhiều khó khăn về đầu ra, thì đã được các cấp, các ngành, hội nhóm thiện nguyện quan tâm như thế này thì không biết là cảm xúc của bà con hiện giờ thì như thế nào ạ? Kính thưa MC, thưa toàn thể quý vị khán giả, thì đứng trước cái thực trạng là hiện tại thì trên địa bàn Nguyên Giáp là nông dân Nguyên Giáp còn 28,9 hecta rau màu là chưa đến vụ thu hoạch nhưng mà không tiêu thụ được. Thì đứng trước cái thực trạng như thế thì Hội Nông dân xã Nguyên Giáp cũng đã đứng ra và tìm đầu mối thu mua nông sản, đồng thời là huy động các lực lượng, các bác, các chú trong ban chấp hành Hội Nông dân xã để giúp bà con thu hoạch sản phẩm. Thì khi mà được Hội Nông dân xã triển khai như vậy và thông báo rộng rãi trên loa truyền thanh về cái việc là hỗ trợ bà con nông dân thu hoạch rau màu và tiêu thụ nông sản thì bà con nông dân cảm thấy rất là vui, rất là phấn khởi. Nhiều người thì cảm thấy là đứng trước một cái cơn đại dịch như vậy mà được cái sự quan tâm của cấp ủy chính quyền, của Hội Nông dân xã thì họ cảm thấy là rất là xúc động. Với việc tiêu thụ nông sản với hình thức là giải cứu như thế này thì giá bán cũng rất là rẻ. Thì không biết là với cái mức giá bán như thế này thì đã đủ cho bà con hòa vốn sản xuất hay chưa? Hiện tại thì đứng trước cái thực trạng mà rau màu không tiêu thụ được ấy, thì nhiều nông dân là đã phải chạy bỏ đấy. Có người thì đổ ra đường giao thông, có người thì đổ chở ra cái hố rác tập trung của xã để đổ đấy. Thế thì được Hội Nông dân đứng ra triển khai bao tiêu sản phẩm và thu mua thì nói thật với lại quý vị khán giả là bà con rất phấn khởi. Nhiều người thì bảo thôi bây giờ cứ cần thế nào cũng được, cứ gọi là, bởi vì là bây giờ chi phí đầu tư một cái rào rất là lớn, từ chi phí phân bón này, chi phí làm quả này, chăm sóc này, thế rồi thì giống này, vốn này, rất là nhiều. Thì bây giờ với cái việc mà thu mua nông sản thì trong cái thời điểm mà mang cái tính chất là giải cứu nông sản thì giá nông sản thì nó không được cao.
giá cà chua thì được thu mua với giá là 1.000 đồng trên 1 kg, thế và giá bắp cải thì được thu mua với giá là 2.000 một cái, đỗ xào với giá là 7.000 một cân, thế và các cái loại rau khác như là su lơ thì 2.000 một cái. Thì mỗi một ước tính là mỗi một xào thu hoạch rau màu nếu trong thời điểm mà không có dịch xảy ra thì bà con mang ra tiêu thụ ở các cái tỉnh lân cận, đặc biệt là cái tiêu thụ ở cái thị trường lớn như Hải Phòng ấy, thì một xào là ít nhất là bà con thu lãi về ít nhất là 4-5 triệu. Nhưng mà đứng trước cái thực trạng như vậy thì bây giờ tính ra một xào chẳng đáng bao nhiêu, nhưng mà bà con vẫn cứ phải mặc dù là không được bao nhiêu nhưng mà bà con cũng rất là phấn khởi, thôi thì đỡ được phần nào hay tí đấy, thêm vào cái tiền để làm đất. Vâng, ngoài việc là đưa nông sản lên Hà Nội để tiêu thụ thì bà con nông dân ở Hải Dương có những cách làm nào để chủ động tiêu thụ nông sản, và cái lượng nông sản mà chúng ta cần phải tiêu thụ bây giờ còn lại là bao nhiêu ạ? Ngoài cái việc mang nông sản lên Hà Nội hoặc các vùng tỉnh lân cận tiêu thụ thì bây giờ cái việc tiêu thụ nông sản đối với các cái tỉnh lân cận thì cái việc đi lại rất là khó khăn. Để chúng tôi chủ yếu là cung ứng cho đơn vị chính là Hội Nông dân tỉnh và Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Thế từ đó thì các đồng chí lại cung ứng cho các cái khu cách ly của thành phố Hải Dương, các khu cách ly của Cẩm Giàng và thành phố Chí Linh. Covid-19 bùng phát là Nguyên Giáp còn 28,9 hecta rau màu là đến kỳ thu hoạch nhưng chưa thu hoạch được, nhưng chưa tiêu thụ được. Hiện nay thì ngoài cái việc là đứng ra bao tiêu sản phẩm của Hội Nông dân xã, của Hợp tác xã Nông nghiệp và của chùa Khánh Linh Quý Cao thì lượng tiêu thụ nó cũng khoảng đến 40% rồi. Vâng, xin cảm ơn mình những chia sẻ vừa rồi của bà.